Hi, xin chào cả nhà, xin chào quý cô chú anh chị gần xa và chào các bạn đang xem video nha. Mình chúc cô chú anh chị và các bạn có thật là nhiều sức khỏe, luôn luôn nhiều niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống nha. Lâu lắm rồi thì hôm nay mình mới trở lại sớm mới nha cô chú. Sớm thúng của bà con ở đường Trần Phú, hẻm 111. bên hông chân cầu cảng quốc tế nha cô chú. Cầu cảng quốc tế đó, lâu dữ lắm rồi con mới xuống dưới này lại để mà quay video cho cô chú mình xem. Sáng ngày thúng bà con mình đi biển hết rồi, chưa có vào. Ghe về đây đậu rất là nhiều. Bữa trước thì hai cha con đi câu cá cũng lên neo xuồng trên này, mà bây giờ thì chạy vô trong cửa neo trong sông Dương Đông luôn rồi cô chú ơi. Hôm nay thì đi quay một số nơi cho cô chú mình xem về Phú Quốc. Lâu lắm rồi không có ra đường để mà quay hoặc không quay về cuộc sống của bà con ở trên đảo Phú Quốc như thế nào, thì hôm nay quay một số nơi cho bà cô chú mình cùng xem nha. Giờ này hơi sớm, mấy chú chưa có vào. Bên đó là cầu cảng quốc tế đó cô chú. Chú ơi, hiện tại là đang có mặt ở sân bay cũ Phú Quốc nha cô chú. Đây bây giờ thì thành cái bến xe và cái nơi để mà bà con mình tập kết hàng hóa, rau củ quả trong bến xe này, bến hàng không này nha cô chú. Đây là nhà ga nè. Xe bus đậu trong này rất là nhiều. Ở phía ngoài đó là bến xe bus đó cô chú. Bến xe bus thì bên phía bên tay trái nè. Này là nhà ga đây. Bây giờ phía sân ở phía trước á, thì làm một cái nơi tập kết hàng hóa để cho bà con mình xe tới để đậu hàng rồi bà con mình lấy hàng đem vô trong chợ, cái nơi trung chuyển cô chú, phân phối ra các chợ. Để ra mà đã quay cho cô chú mình xem. Sáng ngày trời có mưa nữa. Mưa rồi chưa? Qua đây nấp chút đi. Đến đây được rồi, cái chỗ đó. Đây là cảng hàng không rồi cô chú, nhà ga đó. Cái cây. Xe về bà con mình về đậu bên đó cũng rất là nhiều. Ở phía bên ngoài bên kia đó là cái đường băng, còn đang đứng bên đây là nhà ga. Cảng hàng không Phú Quốc. Ngoài này có một cái quán ăn trong này nữa, quán ăn, rồi bên đây là trái cây. Bên đây là các vựa lớn, các mối lớn, đem chở rau này xong rồi bỏ hàng xuống dưới đây để mà chuyển vô trong chợ Dương Đông hoặc là chợ khác để bán. Cái hàng không giờ đã cũ lắm rồi, nó không có còn hoạt động nữa. Đây là sân bay cũ thôi, sân bay mới thì nằm ở dưới xã Dương Tơ phía dưới. Hôm nay có một cái bãi rất là rộng lớn để cho bà con mình tập kết hàng hóa, rất là hợp lý luôn. Cô chú mình có thể thấy được không? Bên đó.
Ở ngoài này thì có chỗ để mà bà con mình có thể tập lái xe đó cô chú, bên kia kìa. Đang dạy lái xe bên đó đó. Cô chú mình đứng đây thì có thể thấy được nhà thờ. Đây, nhà thờ đây. Trời Phú Quốc hôm nay có mưa. Trời mưa lất phất đây. Hồi nãy đi kia xuống dưới hẻm 111 đường Trần Phú đó cô chú, đi xuống dưới xóm Thúng dưới đó đó. Mà mấy chú bữa nay nằm dời ở dưới Mường Thanh, ở dưới bãi trường chứ chưa có về. Lúc trước thì đi gần thì sáng là đi vào cho ngay cái bến trong đó để mà lên cá bán trên đây luôn. Còn bây giờ đi xuống dưới bãi trường nó hơi xa nên không có đi về. Ngủ lại dưới đó luôn rồi các cô đi xuống dưới lấy cá đem về Diên Đông này bán. Xe đi ra vào trong đây rất là đông. Rồi sẽ chạy dạo một vòng cho cô chú mình xem. Bên đây là các xe dừa, xe trái cây, dưa hấu. Mưa luôn rồi trời. Đây là xe dưa hấu nè. Rồi mưa luôn. Mưa luôn. Tại cái dù này xin nấp chút xíu được không? Chú cho nấp mưa nhờ cái hai chú. Sáng nay trời mưa. Okay. Xe dưa hấu. Dưa hấu ở Long An hả anh? Hay là dưa hấu vùng nào anh? Mưa rồi cô chú ơi. Đó là tập lái xe. Dòng qua đây lại là tới đường băng sân bay ngoài này đó. Trời hôm nay tự nhiên sáng ngày có mưa. Chưa phải mùa mưa mà lại có mưa. Thời tiết Phú Quốc thật là thất thường. Phía bên đó là hội chợ thương mại tiêu dùng. Và cũng mới vừa chuyển đồ ra thôi, chưa có buôn bán nha cô chú. Vào ngày mai mới buôn bán chính thức. Thì diễn ra từ ngày 16 tháng 3 đến ngày 30 tháng 3 nha cô chú. Hướng này thì đi lên trên Gành Dầu, Cửa Cạn. Còn hướng đi vô đây lại là con đường Hùng Vương nào, đi ngang qua cầu Hùng Vương đó cô chú. Trời sáng hôm nay có mưa nên cũng bà con mình đi đâu mặc áo mưa hết nè. Cô chú mình có thể thấy nè. Mưa không quá lớn, mưa nhỏ thôi.
có rất là nhiều ca sĩ nổi tiếng đi ra đây để mà hát trong hội chợ trong dịp lần này nha. Có Lâm Chấn Huy nè, Trung Tử Long, có Tướng Bo nữa, Lương Gia Huy, có rất là nhiều ca sĩ. Trong đó là vẫn còn đang che tăng để mà chuẩn bị bà con mình chuẩn bị đồ, chưa có buôn bán. Có cái sạp đồ gỗ ở phía bên ngoài đó thì đã trưng bày ra đầy đủ hết rồi. Bây giờ tiếp tục đi nha. Có đi qua bên nhà tắt đèn nha. Đây là con đường Hùng Vương nha. Đi thẳng luôn thì qua cầu Hùng Vương. Cầu Hùng Vương thì bắc ngang sông Dương Đông. Cầu Hùng Vương bây giờ đã làm lại rất là đẹp rồi. Đây là ngã tư Hùng Vương và Lý Thường Kiệt. Con đường cắt ngang này là con đường Lý Thường Kiệt đây. Thế bên đó là trường cấp 2. Trường Dương Đông 1 Phú Quốc. Phía trước này là tuyến đường Nguyễn Trung Trực và tuyến đường Hùng Vương giao nhau. Học sinh mà đi xe tay ga luôn ta. Hùng Vương thì không thấy đường. Xin về sớm vậy ta. Thời tiết khắc thường nên mình cảm và ho. Đây là con đường Lê Hồng Phong. Con đường này dẫn xuống tới dưới bờ sông nè cô chú. Trong đây có rất là nhiều quán cà phê và quán ăn. Kiểu như quán nhà hàng lẩu rồi nhà hàng cưới đó cô chú. Rất là nhiều. Sẽ ghé bên tay trái nha. Để đi qua tuyến đường Đoàn Thị Điểm. Địa điểm nếu như đi theo thẳng theo cái con đường Đoàn Thị Điểm này luôn thì cô chú mình qua một cây cầu nữa dẫn tới nhà hàng Long Phụng 5. Cây cầu này thì chắc là cô chú mình ít biết, dẫn ở trên đảo thì khá là gần. Cái này xe con đây đậu nhiều quá, ghé đây để uống cà phê. Thank you.
bên đây xong có một cái nhà hàng tiệc cưới rất lớn nè cô chú, nhà hàng Long Cụm 5. Đây là cái điểm mà lúc trước bà con mình đến tiêm vaccine đó. Nhà hàng này rất là lớn luôn, thuộc khu phố 12 nha. Ở bên đây xong thì thuộc khu phố 12. Trong này có rất là nhiều nhà trọ kiểu như homestay để cho bà con mình thuê để ở nè. Nhà hàng Long Phụng 5. Ở phía trước này tới 6 sảnh, ở bên hông có một cái sảnh đó cô chú. Và ở dưới nhà hàng này là có xe cũng rất là rộng, có tầng hầm để xe. Rẽ qua con đường này mà đi xuống bờ sông nha. Ngoài sông có một cái bụng nè. Khuôn viên của nhà hàng cũng rất là lớn. Bây giờ con sẽ theo cái tuyến đường bên đây để mà chạy qua bên bờ sông nha. Toàn bộ khu vực này thì thuộc khu phố 12. Ở trong đây còn cũng hoang sơ lắm cô chú. Ít, như rất là ít nhà. Ở trong đây còn có một cây cầu được làm bằng sắt. Sơn cũng rất là đẹp, rất là nhiều màu sắc. Cái cầu này thì chắc là ít ai biết. Đa số là bà con ở khu vực này biết là nhiều, mà bà con ở Dương Đông mình biết là nhiều. Cầu này thì dẫn ra qua từ bên đây xong là nhà hàng Long Cụm 5, và bên kia xong là đường Tiến Chánh đó cô chú. Nó liền hai bên. Có một cái con đường nhỏ đó, sẽ ghé tay phải nha. Theo con đường này để đi qua. Trong đây cũng còn rất là nhiều nhà trọ cho thuê, bà con mình thuê để ở để mà đi làm. Xíu nữa thì sẽ tới con đường mặt đỏ, có một đoạn đường mặt đỏ nhỏ nhỏ đó. Đoạn đường nhỏ thì tới cây cầu. Ở cái bờ sông này là của mấy cha con đem xuồng xuống để mà đi câu cá đó cô chú. Đêm ở đây cũng có điện đường của chú, điện năng lượng mặt trời đó. Để tới phía trước xíu thì sẽ rẽ xuống đường đất đỏ để mà đi qua cây cầu bên đó. Đây là cái con đường tắt mà cô chú mình có thể đi từ Tiến Chánh đi qua bên xuống tới ngã tư Kiểm Lâm được nha, rất là gần. Đi vòng một vòng rất là lớn, nhưng mà cô chú đi vòng thì rất là xa, đi đường này sẽ gần hơn rất là nhiều. Mà đường này có một đoạn hơi khó đi, đây sẽ rẽ tay phải đi mà đi qua một cây cầu nhỏ này, chưa có đổ bê tông. Cô chú mình đi thẳng luôn là tới bờ sông luôn đó. Ở đây là khu phố 12. Khu phố này thì cũng đã thành lập rồi cũng lâu rồi, nhưng mà ít người biết tới. Bên đây còn rừng tràm, rồi rừng đước, ven sông đó cô chú, có rất là nhiều cây đước và cây dừa, dừa nước ở khu vực này cũng rất là nhiều. Ở phía trước đó chính là cây cầu, cây cầu rất là nhiều màu sắc, bà con mình sơn rất là đẹp đây. Chú đang gỡ lưới ghẹ dưới kìa. Chỗ mà mua chút xuống cái xuồng đi ra biển câu cá của chú. Cảnh sông nước đây, của Phú Quốc. Cái chỗ mà bữa trước mấy cha con kéo cái xuồng xuống mình đi câu cá đây. Đây là sông Dương Đông. Có cái miếu ông Tà đây nè, miếu thần thờ thần sông. Được làm lại rồi.
bữa trước ở đây thợ dưới này nhưng mà nước lớn lên đó, bị ngập nên làm lại ở phía trên cho cao. Đây là sông Dương Đông nha cô chú. Ngách bên đó thì đi chạy dài lên trên, đi theo hướng đó đó đi lên đó, thì cô chú mình lên trên Bến Tràm. Đây, theo hướng nhánh sông đi lên là Bến Tràm. Còn theo cái hướng này đi ra lại là ngoài cửa đây. Sông rất là rộng. Đến đây thì con sẽ được kết thúc video nha. Cảm ơn quý cô chú anh chị mình đã xem và theo dõi video của con. Nếu như thấy yêu thích video thì con xin một lượt like, một lượt đăng ký kênh nha cô chú. Hôm nay, mấy hôm nay trời thay đổi thời tiết nên bị ho cô chú. Cái giọng nói chuyện thì hơi khó nghe một chút xíu thì mong cô chú mình thông cảm.